Trường mầm non Liên Hòa, xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch hiện đang gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất trường lớp học do quá tải về số lượng học sinh. Điều này đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy và học của cô và trò trong nhà trường. Những năm gần đây, bậc học mầm non ở xã Liên Hòa luôn rơi vào tình trạng thiếu phòng học cho các em học sinh. Do số lượng trẻ huy động ra lớp ngày càng tăng, trong khi đó số lớp lại không tăng tương xứng, dẫn đến không đáp ứng được nhu cầu về phòng học và gây ra tình trạng quá tải. Năm học 2015-2016 này, trường mầm non Liên Hòa có 341 trẻ ở 12 nhóm lớp với 10 phòng lớp học. Tính trung bình mỗi lớp hiện có trên 30 trẻ, cá biệt có lớp lên đến trên 50 trẻ. Chính việc quá tải về học sinh đã gây ảnh hưởng rất lớn đến công tác giáo dục, chăm sóc trẻ của nhà trường. Cơ sở vật chất của trường còn thiếu thốn, trường như là phải học dồn, học ghép và có những lớp phải học nhờ. Có những như cái phòng ăn là hiện trạng bây giờ là nhà trường là đang chỉ để một gian để làm khu nấu ăn, còn lại là nhà trường dồn hai lớp vào đấy với hơn 50 cháu. Cái lớp nhà trẻ là cũng phải học nhờ ở một cái phòng bậc rất là cao với lại cái diện tích rất là nhỏ và hẹp. Các lớp học thì do là đã được xây dựng là từ là lâu, cơ sở vật chất thì xuống cấp, trời mưa là hầu như là lớp nào cũng là rột là thẩm lậu, rột là cũng phần nào ảnh hưởng đến cái chất lượng chăm sóc giáo dục của trẻ trong trường mầm non. Để giải quyết bài toán quá tải về trường lớp học, năm 2009, xã Liên Hòa cũng đã đầu tư xây dựng trường mầm non cơ sở 2 tại thôn Thượng Đạt với tổng mức đầu tư khoảng 2 tỷ đồng. Nhưng công trình mới xây dựng được 2 dãy nhà lớp học với 4 phòng học chức năng, còn trang thiết bị đồ dùng học tập, các công trình phụ trợ như sân vườn, hàng rào, cổng chưa được hoàn thành. Chúng tôi xác định thì có thể là trong cái quá trình khi tổ chức xây dựng thì cái nguồn vốn ban đầu mà các nhà thầu được ghi vốn thì trong cái quá trình thời gian tổ chức xây dựng thì cái nguồn vốn có đội lên. Thì ví dụ là trong cái quá trình đấy thì có thể là nguồn vốn ghi ban đầu nó không đáp ứng được sau cái thời gian xây dựng thì nên là cái đến nay thì cái nhà thầu chưa hoàn thành được các hạng mục theo cái ban thiết kế ban đầu nên là đến nay thì địa phương cũng chưa thể là tổ chức đi vào là hoạt động được và cũng chưa thể là tách cái trường mầm non ở trên này để về dưới đấy để cho giảng dạy theo cái chương trình. Do để lâu đến nay, một số hạng mục của công trình đang xuống cấp nghiêm trọng, bị bỏ hoang nhiều năm, khu vực này đang được người dân tận dụng làm nơi chăn thả gia súc. Khu vực này thì tôi thấy bỏ hoang cũng hơi lâu, 5-6 năm, bây giờ thì chúng tôi cứ biết là bỏ hoang thì đem bò về đây thả để cho nó ăn cỏ thôi chứ cũng chả có làm được cái gì đâu. Giáo dục mầm non là bậc học quan trọng trong quá trình phát triển của trẻ. Thiết nghĩ các cấp các ngành cần có giải pháp tháo gỡ khó khăn, tiếp tục đầu tư hoàn thiện công trình trường mầm non Liên Hòa cơ sở 2. Không chỉ đáp ứng yêu cầu giáo dục chăm sóc trẻ, mà đây còn là một trong những tiêu chí quan trọng để hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của địa phương.